công nhân ở Việt Nam liên tiếp đình công đòi quyền lợi. Trong 6 tuần đầu năm nay, công nhân tại các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tiến hành gần 30 cuộc đình công để đòi quyền lợi, chủ yếu liên quan đến mức lương và tiền thưởng. Đây không phải là lần đầu tiên có nhiều cuộc đình công xảy ra vì trong những năm gần đây, việc công nhân nhảy việc hoặc ngừng việc để đòi tăng lương thường diễn ra vào dịp đầu năm. Do đây là các cuộc đình công tự phát của công nhân, chứ không qua sự tổ chức của công đoàn của nhà nước, nên truyền thông trong nước gọi là ngừng việc tập thể chứ không dám gọi đúng tên là đình công. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được các báo trong nước cho biết rằng từ đầu năm đến nay đã có 28 cuộc tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể trên cả nước. Theo báo Dân Việt, phong trào đình công gia tăng trong thời gian gần đây khi liên tiếp có các cuộc ngừng việc tập thể kéo dài tại nhiều doanh nghiệp từ Bắc tới Nam. Trong những ngày sau Tết Nguyên Đán, theo truyền thông trong nước, nhiều cuộc đình công liên tiếp xảy ra tại công ty Phúc Mậu ở Thái Bình, Việt Lo ở Nghệ An và Vinergy ở Ninh Bình là các công ty sản xuất giày dép. Đình công cũng đã xảy ra tại công ty Khách sinh Hà Nội và công ty Emtech Việt Nam ở Nghệ An, chuyên sản xuất sản phẩm và linh kiện điện tử, và công ty Hevina Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh, chuyên sản xuất đồ thể thao. Nguyên nhân được các báo trích dẫn là do người lao động yêu cầu tăng lương cơ bản, tăng chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ hỗ trợ cho người lao động mắc COVID-19. Việc trả lương tháng 13 chưa công bằng. Gần đây nhất, hôm 15 tháng 2, hàng nghìn công nhân công ty Emtec chi nhánh Nghệ An do Hàn Quốc sở hữu và là nhà cung cấp loa điện thoại cho các đối tác như Samsung và NG đã mặc đồng phục nhưng không làm việc mà ngồi tại sân trước nhà máy với mục đích đòi quyền lợi. Trước đó, hôm 7 tháng 2, khoảng 5.000 công nhân công ty Việt tại Diễn Châu của Nghệ An cũng đã đình công để đòi quyền lợi và sau đó được chủ doanh nghiệp giải quyết các yêu cầu. Toàn bộ các công nhân đình công đã đi làm trở lại công ty này đồng ý tăng trợ cấp hàng tháng cho công nhân từ 200.000 đồng lên 260.000 đồng và tăng 6% lương cơ bản cho nhân viên từ ngày 1 tháng 2. Công nhân có thâm niên làm việc từ một năm trở lên sẽ được bổ sung phụ cấp. Quy định mới của công ty nêu rõ mức thưởng thâm niên hàng tháng là 30.000 đồng cho một năm làm việc. Từ năm làm việc thứ 7 trở lên, công nhân được áp dụng mức 210.000 đồng một tháng. Một cuộc đình công lớn cũng xảy ra trong tuần này khi hơn 2.000 công nhân tại một nhà máy của hãng điện tử Hàn Quốc ở Bắc Ninh cùng ngừng việc, yêu cầu tăng lương và tiền thưởng cho những ngày lễ sắp tới gồm 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tức ngày Lao động Quốc tế. Các công nhân của Hết sinh Hà Nội, được đặt tại cụm công nghiệp Đông Thọ ở Bắc Ninh, đã được tăng lương và trợ cấp sau một ngày đình công. Nguyên nhân chính của các cuộc đình công là do mức lương tối thiểu được nhà nước quy định quá thấp không phù hợp với mức tăng chi phí trong cuộc sống hàng ngày. Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, được Zing News trích dẫn, chỉ có hơn 60% doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động dịp cuối năm vừa qua với mức thưởng bình quân bằng một tháng lương, tương đương 6,17 triệu đồng cho một người. Theo đó, thưởng Tết, tức tháng lương thứ 13, đã giảm 2 năm liên tục do tác động của đại dịch. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh được báo thanh niên trích lời cho biết rằng một số nguyên nhân khác dẫn đến các cuộc đình công của công nhân còn bao gồm mâu thuẫn do chủ sử dụng lao động không tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp đối với người lao động, không minh bạch các chế độ của người lao động và điều kiện làm việc không bảo đảm an toàn, vệ sinh. Không chỉ riêng công nhân tại các doanh nghiệp, các y bác sĩ ở một số bệnh viện tại Việt Nam gần đây cũng đã biểu tình đòi quyền lợi. Vào tháng trước, hàng chục nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tỉnh đã cùng xuống đường phản đối việc chậm trả lương trong 8 tháng liên tiếp. Trước tình trạng nhiều cuộc đình công diễn ra trong thời gian gần đây, hôm 16 tháng 2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra công văn quả tốc gửi các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Việc đông đảo công nhân đình công để đòi hỏi thương thảo quyền lợi cho thấy vai trò, sức mạnh của người lao động. Tuy nhiên, Việt Nam hiện không có công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho công nhân, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan được xem là đại diện cho công nhân trên toàn đất nước, thuộc sự quản lý của Đảng và chính phủ, do đó vẫn nằm trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Trong các điều khoản thương thảo về hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương có các quy định về quyền lợi người lao động. Theo Cố đại sứ Mỹ tại Việt Nam Tessouis cho biết gần đây khi nói chuyện với cộng đồng người Việt ở Nam California, Việc Tổng thống Donald Trump khi lên nắm quyền rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này đồng nghĩa với việc xóa bỏ hiệp định về quyền lao động mà Việt Nam đã ký với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Để tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được ký kết sau khi Mỹ rút lui và hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, chính phủ Việt Nam phải cam kết cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một công đoàn độc lập nào được công bố ở Việt Nam.